Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 10 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đảng họp dân chi tiền. Trong thời gian này, 4 triệu đảng viên cả nước đang nô nức hồi hộp mong chờ và chuẩn bị cho sự kiện quan trọng nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. 5 năm mới có một lần, đó là Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Đại hội sẽ bầu ra các ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, từ đó là các cơ quan đầu não như Ban Bí thư và Bộ Chính trị, cũng như vị trí được cho là sẽ trở thành lãnh đạo của Việt Nam. Xét về mặt bản chất thì đây là một hoạt động của một tổ chức đảng, nhưng kinh phí cho hoạt động này lại từ ngân sách nhà nước, mà trong đó một phần quan trọng là từ thuế của người dân. Tổng chi phí cho sự kiện này thì có lẽ đến cả những nền kinh tế hàng đầu thế giới cũng phải kinh ngạc về mức độ chịu chơi của chính quyền Cộng sản Việt Nam, nhất là khi nước này vẫn là quốc gia thuộc nhóm nghèo nhất thế giới. Đây là hình ảnh sơ đồ cơ cấu tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiến sĩ toán học Nguyễn Ngọc Chu mới đây đã làm một phép tính về chi phí cho sự kiện trọng đại này của Đảng. Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng Toàn quốc thì phải bắt đầu từ cấp xã, huyện, tỉnh. Hiện cả nước có 10.614 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 8.295 xã, 1.714 phường và 605 thị trấn. Cả nước hiện nay có 713 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó bao gồm 69 thành phố trực thuộc tỉnh, 50 thị xã, 49 quận và 545 huyện. Cả nước hiện có 63 đơn vị hành chính cấp cao bao gồm 58 tỉnh và 5 thành phố trực thuộc trung ương. Vì chi phí cho mỗi đại hội không được công khai cho dân tiếp cận, nên tiến sĩ Chu đã ước lượng một con số tương đối và mang tính khiêm tốn như sau. Đây là hình ảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020-2025 vào hồi tháng 8 năm 2020. Có thể thấy từ cấp huyện, đại hội đã được tổ chức một cách hoành tráng, tốn kém. Chi phí liên quan đến đại hội cấp xã khá khác biệt nhau. Ở các xã nghèo chỉ ở mức trong khoảng 50-100 triệu đồng. Nhưng cấp phường ở các thành phố lớn trực thuộc trung ương thì có thể chi đến cả tỷ bạc. Lấy mức ước lượng thấp bình quân là 100 triệu đồng, thì trên toàn quốc chi phí cho đại hội cấp xã đã tốn đến 1.061 tỷ đồng. Chi phí liên quan đến đại hội cấp quận huyện cũng khác nhau, nhưng đều tính bằng tỷ đồng. Các quận ở các thành phố lớn có thể chi phí gấp 5-7 lần các huyện nghèo. Lấy trung bình, mức thấp cho chi phí cấp huyện là 2 tỷ đồng, thì tổng chi phí trên toàn quốc cho đại hội cấp huyện là 1.426 tỷ đồng. Chi phí liên quan đến đại hội cấp tỉnh, thành thì rất lớn. Một tỉnh nghèo như Tuyên Quang mà đã dùng tới 2,5 tỷ đồng để sắm quần áo cho đại biểu thì tổng chi phí của Đại hội Đảng tỉnh Tuyên Quang không dưới 10 tỷ đồng. Các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh thì chi phí liên quan đến đại hội sẽ rất lớn. Tính bình quân, chi phí phục vụ cho đại hội cấp tỉnh, thành là 15 tỷ đồng thì tổng chi phí trên toàn quốc cho cấp tỉnh sẽ là 945 tỷ đồng. Và hơn nữa, chi phí liên quan đến Đại hội Đảng toàn quốc là rất lớn. Nếu kể cả các hội nghị trung ương phục vụ cho mục đích đại hội, những chuyến đi công tác của các bộ ở trong nước và nước ngoài phục vụ cho Đại hội Đảng toàn quốc và cả bộ máy chuẩn bị văn kiện cho Đại hội Đảng toàn quốc, thì con số thống kê sẽ vô kể, không dưới vài ngàn tỷ đồng, phải chỉ tính 1.000 tỷ đồng. Với mức tính khiêm tốn ở trên, thì tổng chi phí liên quan đến Đại hội Đảng các cấp trên toàn quốc lên tới 4.432 tỷ đồng. Thực ra, con số này còn thấp hơn con số thực chi kinh phí nếu tính đúng, tính đủ. Số lượng ước lượng thô ở trên còn không dựa vào một mảng rất lớn cho Đại hội Đảng, các bộ ban ngành trung ương, các quân khu, các tổng công ty, cấp cơ sở, các trường đại học và hàng chục vạn chi bộ cấp cơ sở mà nếu tính đủ thì cũng lên đến cả ngàn tỷ đồng. Để hiểu được tầm quan trọng của tổng chi phí ước tính liên quan đến Đại hội Đảng các cấp trên toàn quốc, tiến sĩ Chu đã so sánh với chi phí nuôi cán bộ thời bao cấp. Đây là hình ảnh phiếu mua lương thực thời bao cấp. 4.432 tỷ đồng mua được 886.400 tấn thóc, không dưới 531.840 tấn gạo và nuôi được 3.409.230 cán bộ suốt một năm với tiêu chuẩn 13 kg một người một tháng ở những năm của thập niên 60 đến 80 của thế kỷ trước. Trong trường hợp thật khiêm tốn nữa, lấy cận dưới ước lượng ở mức 50% chi phí trên thì con số cũng đạt tới 2.216 tỷ đồng, là một tài sản rất lớn. Cùng với tính toán của tiến sĩ Chu, luật khoa tạp chí vào hồi tháng 5 cũng đã từng ước tính chi phí của các đại hội đảng tại Việt Nam
tác giả Bùi Công Trực đã viết như sau. Vào tháng 4 mới đây, có một công văn chính thức của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn gửi cho Bộ Tài chính về đề nghị hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội Đảng các cấp tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020-2025. Số tiền yêu cầu lên tới hơn 85 tỷ đồng cho các kỳ đại hội ngắn ngủi. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu gần 10 tỷ đồng cho kỳ đại hội cấp tỉnh, 66 tỷ đồng cho kỳ đại hội cấp huyện, thậm chí còn có cả kinh phí để cải tạo, sửa chữa công trình phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, tức là chi phí cố định đáng lẽ phải toán riêng, không biết vì sao lại có thể xin với hơn 10 tỷ đồng. Và điều quan trọng hơn cần nhớ rằng Lạng Sơn là một trong những tỉnh vùng núi khó khăn, với số lượng đảng viên không quá cao, dân số thấp và chi phí sinh hoạt được đưa vào diện dưới cùng của cả nước. Hay trong một tài liệu khác mà người viết đã tìm được của Ủy ban Nhân dân thị xã Quảng Trị, tức chỉ ở cấp huyện, được ban hành vào ngày 28 tháng 2 năm 2020, số tiền mà họ đề nghị Sở Tài chính tỉnh gửi Trung ương xem xét hỗ trợ cho địa phương mình lên tới 5,7 tỷ đồng. Theo đó, tiền ăn dành cho đại biểu và khách mời trong 2 ngày đại hội cấp xã thôi cũng đã mất 800 triệu đồng. Công tác tuyên truyền phục vụ đại hội là 150 triệu đồng và chi tiền bồi dưỡng trực tiếp là 300 triệu đồng. Một huyện khác là Hướng Hóa cũng yêu cầu chi 2,5 tỷ đồng cho đại hội các cấp huyện và 5,1 tỷ đồng cho các đại hội cấp xã, tổng chi là khoảng 7,6 tỷ đồng. Quảng Trị có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, Lạng Sơn có 11 đơn vị, dân số Quảng Trị là khoảng 600.000 người, Lạng Sơn là khoảng 800.000 người, thuộc nhóm các tỉnh có quy mô dân số thấp nhất cả nước và kinh tế dưới mức trung bình cả nước. Vậy, cho dù lấy con số của Lạng Sơn là 85 tỷ là con số trung bình của mỗi tỉnh, người viết hoàn toàn có thể phỏng đoán chi phí tổ chức Đại hội Đảng được chi ra dành cho 64 tỉnh thành là gần 5.500 tỷ đồng. Không tính khối đảng ủy cơ quan trung ương và đại hội toàn quốc, và đây là một mức ước đoán rất khiêm tốn. Tác giả cũng nhấn mạnh, số tiền này đủ để thanh tra chính phủ và Ủy ban Dân tộc của chính phủ hoạt động trong hơn 25 năm, và dư để chi cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, vốn là một trong những bộ chủ chốt của Việt Nam, hoạt động trong một năm. Đây là hình ảnh bình tài lộc quà tặng đại biểu dự đại hội đảng tỉnh Quảng Trị. Từ đó, tác giả kêu gọi như sau. Trong thời điểm mà hàng ngàn tỷ ngân sách đang được đổ ra đơn giản chỉ để Đảng Cộng sản hình thành nên ban bệ lãnh đạo của riêng họ, những người đóng thuế trên lãnh thổ Việt Nam nên đẩy mạnh vào những thảo luận về việc vì sao hiện tượng này lại diễn ra. Trong bối cảnh đại hội đảng bộ các cấp đang diễn ra như trầm hoa đua nở, nhiều thông tin về việc mua sắm để phục vụ đại hội tại các tỉnh thành được hé lộ mới đây đã khiến nhân dân không khỏi ngỡ ngàng, thậm chí còn tim đập chân run. Facebook Tư Nguyên đã tổng hợp mức độ chịu chơi của đảng bộ các tỉnh thành như sau. Bình Dương sẽ chi 1,7 tỷ đồng mua sắm tặng các đại biểu dự đại hội các vật phẩm như cặp sách hơn 2,2 triệu đồng một chiếc, dù hơn 270.000 đồng một chiếc, bút viết Parker hơn 1 triệu đồng một chiếc, tay sách cặp, tay cầm túi, túi thắt dây viết Parker, thiếu cái tẩu nữa là giống Sherlock Holmes. Chưa kể trước đó, tỉnh Bình Dương cũng mở gói thầu trang trí hội trường đại hội đảng hết 5,7 tỷ đồng. Còn Quảng Ninh đã mời thầu trang bị 350 máy tính bảng Samsung thép S6 Lite hoặc tương đương với tổng dự toán hơn 3,2 tỷ đồng phục vụ các đại biểu. Tỉnh Sóc Trăng ngay từ năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông qua kinh phí lắp đặt màn hình LED tại trụ sở các huyện ủy, thành ủy, thị ủy và đảng ủy trực thuộc các tỉnh với tổng giá trị hơn 17,6 tỷ đồng. Quyết định do Chủ tịch Trần Văn Truyện ký. Đến tháng 6 năm 2020, Chủ tịch Truyện tiếp tục ký quyết định mới là đầu tư mua sắm trang thiết bị truyền hình phục vụ Đại hội Đảng các cấp, trị giá lên đến 30 tỷ đồng. Sóc Trăng là tỉnh từng dự chi 1 tỷ đồng lắp camera an ninh tại nhà riêng của lãnh đạo tỉnh ủy, gây phẫn nộ cho dư luận. Và nghèo như Cao Bằng cũng mời thầu mua 400 cặp da tặng đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh với dự toán tới 1 tỷ đồng. Đắk Lắk thì chi hơn 1,4 tỷ đồng để mua cặp da, đồng hồ, bút bi, bình gốm tặng cho đại biểu. Riêng gói thầu mua sắm thiết bị phục vụ Đại hội tỉnh Quảng Trị công khai trên mạng đấu thầu quốc gia, ngoài 505 cái cặp da thì còn có 610 cái bình tài lộc. Số bình này được mua từ ngân sách nhà nước, dự toán hơn 544 triệu đồng. Một tỉnh có đến gần 30% hộ dân đang thuộc diện hộ nghèo, một tỉnh mà năm nào cũng phải ngửa tay xin tiền trung ương vài ngàn tỷ đồng như Tuyên Quang, mà lãnh đạo tỉnh lại xính ngoại, đắp lên người cán bộ mình là quần áo là lượt, mỗi bộ tới 6 triệu đồng. Tất cả quần áo may cho đại biểu đều dùng vải của Ý, cúc áo, khóa quần và chỉ may hàng nhập từ Đức.
thậm chí phải lót phải là của Nhật. Vậy là để may quần áo đắp lên người 428 đại biểu đã tốn mất 2,5 tỷ đồng và nó được nhét vào hạng mục chi thường xuyên. Tác giả cũng đặt ra câu hỏi, đồng ý là đại hội vẫn cần những trang nghiêm cần thiết và tặng quà kỷ niệm, nhưng quần áo, cặp, đồng hồ, bút bi đâu có cần đến nỗi phải bỏ tiền tỷ ra mua sắm khi đất nước, dân chúng đang vô vàn khó khăn giữa đại dịch. Đây là hình ảnh chụp bài báo về gói mời thầu hơn 2,5 tỷ đồng may trang phục cho đại biểu dự đại hội đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, mỗi bộ đồ với nguyên liệu ngoại nhập trị giá tới 6 triệu đồng. Ông phân tích tiếp như sau, một bộ vest của Việt Tiến lịch sự khá đẹp, tôi thấy nhiều người từng mặc cũng chỉ quanh quẩn 2-3 triệu đồng, còn Tuyên Quang thì phóng thẳng 6 triệu đồng với yêu cầu toàn chất liệu ngoại nhập sang trọng, lạ lùng quá. Giả định một cán bộ cấp cao trung ương đi các địa phương dự đại hội đảng và được tặng quà, khi trở về đồng chí mang đồng phục vest của Tuyên Quang, xách cặp da Cao Bằng, cầm điện thoại của Quảng Ninh, đeo vòng tay điện tử của Đắk Lắk, ôm bình tài lộc của Quảng Trị và hỏi Đảng ủy Trung ương còn nhận ra đồng chí ấy nữa hay không. Chỉ thị số 35 CTTV vào ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp đã tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Bộ Chính trị cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp phải thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí. Do đó, những hạng mục vung tiền trên mồ hôi xương máu của dân nói trên là những sự lãng phí đi ngược lại với chỉ thị của Bộ Chính trị, gây hoài nghi trong nhân dân, nhất là khi nền kinh tế vừa phải chịu những tác động không nhỏ do đại dịch viêm phổi Vũ Hán đang gây ra và rất nhiều người dân đang có cuộc sống khó khăn, cần được sự trợ giúp từ nhà nước. Đây quả thật là một sự thử thách giới hạn chịu đựng của người dân ở cái đất nước khốn khổ này. Mỗi bộ quần áo của Tuyên Quang mặc dự đại hội, mỗi cặp da Cao Bằng, mỗi chiếc điện thoại của Quảng Ninh, mỗi vòng tay điện tử của Đắk Lắk hay bình tài lộc của Quảng Trị như một cái tát vào mặt nhân dân, một lời thách thức. Họ làm như vậy là khinh nhờn nhân dân, bỡn cợt trung ương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 10 tháng 10 năm 2020 với bản tin Đảng họp dân chi tiền. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.